Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi với anh em sẽ cùng nhau tiếp tục đấm cái bọn Warrior anh em nhé. Như cái video trước ấy, anh em thấy là tôi đã cầm cái bộ 6 đá đấm được bọn Warrior. Đấy, mặc dù là có Lancer 2 sao với full đồ mà chúng ta vẫn có thể đấm được, vẫn ăn được bình thường. Đấy, và chơi mết thì trận này ấy, nó có con Dash này, có con Light Spirit và có con Zerg. Đấy, chính vì thế là đó, anh em thấy là tôi đã pick sẵn như con Spirit rớt vào rồi. Tí nữa chúng ta sẽ xây dựng dần sang bộ Spirit thôi. Cái con Light Spirit nó có thể kích hoạt, nếu mà chúng ta ra một trong hai con ấy là Light Spirit hoặc là Dash Spirit thì nó có thể kích hoạt được bộ 6 đá. Nhưng mà để mà ăn được bộ Warrior ấy, thì tôi nghĩ là phải ra con Dash thì nó mới là chắc chắn. Còn Light Spirit thì cũng chưa chắc đâu. Cho tới cái thời điểm hiện tại ấy, nó vẫn chưa update. Thì các anh em hỏi tôi là chơi bộ gì là ok nhất thì tôi vẫn trả lời với anh em ấy là nó chính là cái bộ Warrior. Nó vẫn không thể là mà trượt được cái bộ này đâu anh em ạ. Nó rất là dễ chơi. Ok, đao này tôi muốn up cấp lên. Ok. Up cấp lên. Hay là hai đỏ nhỉ? Cho hai đỏ vào. Bán con này đi. Tí nữa có bốn đỏ cho vào chơi luôn. Ra là thắng được không? Con AM nó bơn mana cái con Scotman tôi không xoay được cả. Được không? Rồi. Ăn được cái con đấy là ăn đấy. Sao chuyện lánh lác thế nhở? Tôi vẫn sẽ mua cái Clive nhá anh em nhá. Bọn Clive có thể là chúng ta đá qua Clive cũng được. Ui dồi ôi, ra nhiều Warrior không này? Này vậy. Kiếm tí sách nếu mà thắng được. Nhưng mà trong đội hình này có vẻ khá là yếu đấy anh em ạ. Trông không được mạnh nó lắm. Trận này mà chính ra mà nếu mà tôi chọn chơi Warrior thì đã ngon rồi đấy. Ui ra phải thua rồi. Thay còn kẹp cá vào. Đánh cẩn thận thế. Chắc kèo đấy nhở. Kẹp hẳn cá vào luôn mà. 3 Warrior 2 đỏ. Kẹp với cả hai cá. Trời ơi, cửa gì ăn được nó luôn. Thậm chí là lọt hết ạ. Lọt cả 5 con luôn. Ui. Được không? Có phải là đang cho chơi Clive không? Ổn quá nhỉ. Cái này phải up cấp. Up cấp thì mới 4 Clive được. Mà không được bởi vì tôi phải mua hai con này nữa. Nếu mà up cấp lên thì sẽ không có tiền mua. Cái nào này chắc là không ăn được đâu. Cũng khó. Để cái này là mạnh nhất rồi. À! Cái lúc mà mình cần gặp cái thằng Eco thì nó lại ra luôn cái thằng Eco cho tôi cắn cái quyển sách. Ok. Để xin nhá. À ui giời ngon rồi, vừa lên được 2 sao này. Cắn cái quyển sách này up cấp lên. 4 Clive vào. Được chưa? Ổn chưa? Bây giờ ấy, 4 Clive nó có một cái hay đấy chính là nó có thể bắp toàn bộ giáp cho tất cả cái quân cờ trên bàn cờ. Và không chỉ có những cái bọn Clive đâu. Meta trước thì nó là bắp cho Clive thôi. Đấy, nhưng mà sang sau khi update ấy, thì cái bộ này nó có thay đổi một chút. Đấy là nếu mà chúng ta có 4 Clive thì nó sẽ bắp hết toàn bộ đội hình. Tuy nhiên cái bộ này nó vẫn là rất là yếu. Đấy, cái bộ Clive này nó vẫn rất là phế. Bởi vì ở cái mức 4 Clive ấy, mặc dù bắp giáp cho toàn bộ đội hình, nhưng mà nó lại bị một cái là nó lại không hồi máu. Đấy, nó không có hồi máu. Không có cái khả năng hồi máu. Và cái tỷ lệ ấy, nó ra là nó khá là thấp.
cái tỷ lệ mà bật khiên của nó chỉ có 20% thôi mà, 20% bật khiên. Ngày trước thì nó lên tới 60-70% bật khiên. Ngày trước là kể cả là với hai client nó cũng có một cái tỷ lệ là như là ba client luôn. Đấy, chỉ nó chỉ là có ba tầng giáp thôi. Ngày trước là tỷ lệ của nó vẫn là 70%, 60-70% gì đấy. Tôi không nhớ rõ cái con số chính xác nhưng mà nó tầm đấy. Thì nó còn có ba tầng giáp cơ, tức là những cái tầng giáp đấy nó có những cái phần trăm là riêng biệt. Tức là mỗi cái là 70% ấy. Có những cái lúc nó bật hai tầng giáp. Hai tầng giáp thì nó sẽ là cộng 40 giáp. Với cả hồi máu thì nó ví dụ như là mỗi round hồi máu được 30 máu chẳng hạn. Mỗi giây ấy, khi mà bật một tầng giáp thì nếu mà nó bật được hai tầng thì có nghĩa là nó sẽ hồi máu mỗi giây nó là 60 máu. Đấy, kiểu thế. Nếu mà ba tầng nó sẽ là 90 máu hồi máu một giây. Và giáp của nó thì cũng rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 60 giáp hay 70 giáp rồi đấy. Tức là nó sẽ cộng dồn. Thế nên cái bộ client cũ nó mạnh hơn. Bộ client mới này thì nó có 20% thôi, nó rất là thấp cái tỷ lệ. Nếu mà cái tỷ lệ bật giáp, bật khiên của cái bộ client mà nó như cũ ấy thì chắc chắn là cái bộ này nó sẽ mạnh hơn cũ. Mạnh hơn cái bản cũ bởi vì là nếu mà là 6 client thì nó sẽ hồi là 250 máu. Nó hồi liên tục nếu mà bật giáp liên tục. Cứ bật giáp là hồi máu mà. Đấy, nên là nếu cái tỷ lệ nó cao ấy thì nó sẽ hồi máu rất là nhanh. Mà bây giờ tỷ lệ giáp bật nó thấp quá nên là hồi máu nó cũng không nhiều lắm. Này lên được 2 sao. Nhờ meta này meta warrior. Kể ra mà warrior nó không mạnh ấy. Và ít người chơi warrior thì nếu mà đang là cái meta Witcher ấy, thì có khả năng là tôi vẫn có thể chơi được cái con Light Bloodline ấy anh em ạ. Light Bloodline mà kẹp được cả 6 Glacier uy tín luôn. 2 tia nữa. Nhưng mà rất tiếc meta này là meta warrior. Nên là con này chơi vào thì khác gì tự sát đâu. Chơi không khác gì tự sát cả anh em ạ. Chính vì thế tôi quyết định là không chơi. Cho lên 2 sao làm cảnh rồi anh em. Tí nữa sẽ bán đấy thôi. Mà trận này tôi cũng không chơi Clive đâu. Meta mới này ấy, muốn ăn được bọn warrior thì chắc chắn chúng ta phải chơi mết rồi. Mết mà phải có kẹp đá, kẹp 6 đá. Tương lai nó sẽ là như thế đấy. Tôi cũng sẽ lấy đồ mết thôi. Cái này chúng ta được cho human rồi Clive thì tận dụng đầu game. Tí chuyển thôi. Bộ này bây giờ vẫn không chơi ở đâu anh em ạ. Vẫn là ở trong hang. Chưa ra được khỏi hang đâu. Còn rất lâu nữa Clive mới ra được khỏi hang. Bây giờ thậm chí là cái bộ beat nhá, mặc dù meta mới này ấy, nó vẫn gọi là hơi sợ warrior một chút, nhưng mà nó vẫn không có tạ như cái bộ này. Không tạ như cái bộ Clive này đâu. Bộ beat vẫn chơi được mà. Nhiều trận chơi beat đẻ vẫn có thể vào top được. Mặc dù late game gặp warrior thì không được top 1 thôi, nhưng mà top 2 thì nó là đơn giản. Top 2 chơi beat là đơn giản luôn. Nhưng mà Clive này thì lại khác nha anh em nhá. Để mà được top 2 nó là cả vấn đề đấy. Khó. Chiếc Clive này bây giờ phải bắp thêm một chút. Nếu mà nó không được giáp như cũ tỷ lệ phần trăm ấy thì nó cũng sẽ rơi vào đâu đấy tầm khoảng 50% bật giáp thì may ra mới được như cũ. Chính ra nhá, những cái bộ mà như kiểu Feather mặc dù thấy lép đi gặp warrior sợ nhưng mà vẫn chơi được. Trong khi bộ này gần như là không chơi nổi luôn, late game luôn. 9 Feather vẫn thấy có nhiều người chơi. 9 Assassin vẫn vô tư. Mết 5 dòng 9 mết vẫn chơi được, mết Saman vẫn chơi được. Nói chung là mấy cái bộ đấy gần như là ổn áp chơi, mặc dù có thể là không quá mạnh như là warrior thôi. Không quá là dễ chơi như warrior thôi. Đấy. Chơi warrior mà đầu game cứ xác định là chơi warrior rồi ấy, thì dễ chơi lắm anh em ạ. Thực sự là chỉ cần lấy giáp thôi. Lấy giáp rồi lấy Blink. Cũng hai món đấy thôi mà, giáp với Blink thôi. Xong rồi là đến cái round 10 thì lấy cái giáp xoay. Đẹp nhất là cái giáp xoay, mà nếu không lấy được cái giáp xoay thì có MOM rồi có búa xét cho Berserker. Đấy. Thậm chí là có thể lấy cái giảm hồi chiêu để cho con Du nó xoay, nó giảm hồi chiêu đi. Tốc độ xoay nó sẽ xoay được nhiều hơn rồi kẹp gót vào. Đánh ở level 10, quá đơn giản. Chơi bộ Warrior mà nó lấy chuẩn đồ ngay từ đầu thì nó không phải chỉ là lên level 9 nó mới khỏe đâu anh em ạ. Level 6 là đã ok rồi.
Level 6 là ok lắm rồi, dễ chơi rồi. Còn nếu mà lên level 9 thì nó phải yên tâm luôn. Sau là 21 là cứ yên tâm, cứ lên được đủ level 9 không cần phải 2 sao. 1 sao cũng được, chơi luôn. Quá mạnh, nó phản kinh khủng luôn ấy. Như kiểu cái bọn mết mà nó không một trưởng ấy, tung một trưởng mà bay màu hết đội hình đối thủ là chắc chắn là sẽ bị thua ngược. Đây, trận này có 9 phe giờ này, thằng này ra là Grim à. Tranh thủ kiếm cái chuỗi cái đã. Từ từ bạn ơi. Ui dồi ôi, ra này 6 human. Đủ rồi, đủ bọ. Lốt ra này mới lên được 8. 6 human ở round 14 à. Thế thì cũng không phải là quá sớm. Để xem đã. Tình hình bài như này mới có cái con flame nó đang gánh thôi anh em ạ. Giá như mà là một con ngựa 2 sao thì tôi yên tâm hơn, để tôi cắn hết sách là đấy. Trận này warrior, trận này có warrior. Thằng này cũng to cơ. Ok, nhưng mà vẫn ăn được thôi, tôi ra già rồi. Kẹp được 3 mét cũng rất là ok. Bây giờ ấy, phải ra con Dragon Clyde thì mới yên tâm được anh em ạ. Thì lên 9 ấy, lúc mà lên 9 chúng ta sẽ có là 6 Clyde. Tình hình như này có khi cắn hết sắc ấy. Chuyện này có khả năng đảm bảo lên được level 11 anh em ạ. Cứ lên 9 sớm à. Chúng ta lên 9 sớm là kẹp được vào. Vẫn chưa được 6 Clyde nhỉ? Ra rồng mới được 6 human kẹp với cả 4 Clyde. Đánh level 8 à. Hay là cái form về 6 mét trước cũng ok. Bây giờ đang dựa vào con flame nhiều quá. Cho xin cái huyết trượng nào này ngon. Xin cái huyết trượng nhá. Cấm đánh cũng được. Bây giờ lên 9 nó được một lần roll à. Ok cũng được. Lên 9 đi anh em ạ. Phải tranh thủ đang có chuỗi. Tranh thủ lúc đang có chuỗi kiếm sách luôn. Kiếm sách rồi kiếm cái trận thắng để chúng ta giữ được cái chuỗi này. Roll được một phát nhưng mà không có tiền mua nên là thôi. Tao này cũng chả roll làm gì. Hy vọng là sẽ không mất chuỗi trước round 20 anh em ạ. Bài này mặc dù toàn 1 sao nhưng mà vẫn dí cấp. Chủ yếu là dí cấp rồi. Lên cái cấp 9 này khả năng nó ra là cái con rồng nó cũng dễ hơn. Đấy. Và trong lúc roll ra con rồng thì kiếm luôn con Dark Spirit với con Light Spirit luôn. Ra được thì ra thôi. Thằng này Glacier à? Ủa thằng này Glacier kẹp với cả con ấy này. Light Blade Light này. Ui ôi, thế thì xác định rồi bạn ơi. Tại sao bạn có thể chơi bộ đấy? Chơi bộ đấy mà chơi meta này chết. Già hai con rồi này, có lên roll không? Nếu mà không có gì thay đổi có thể rao sau, chúng ta roll 10 cái kiếm con giá 2 cái. Biết đâu lại ra đúng không? Ra cái là ấm luôn. Ra cái là lại có chuỗi luôn. Đến rao 25 vô tư. Rồi, cái con giá 2 với ra rồng nữa là khỏe rồi. 6 Clyde rất trâu. Tầm này vẫn chưa thua đâu. Bây giờ phải sau round 21 gặp 9 Warrior thì mới thua được anh em ạ. Giờ vẫn đang 17, tôi nghĩ là khả năng là vẫn chưa thể thua được. Khó lắm. Trừ khi có thằng nào lên được 9. Nó kẹp 6 Warrior. Ơ kìa, từ từ nhá. Thằng này cũng sợ này. Ui tại sao lại gặp thằng này. Ui căng thế. Ui căng thẳng. Xong rồi, già chết rồi. Tôi lên một mình có làm ăn được gì không? Không được rồi. Ui nó kẹp được vào con cây ạ.
Một kẹp 3 cây anh em ạ. Thôi chịu rồi, mất chuỗi chán thế. Ui dồi ôi, hỏng rồi. Chết tôi rồi, hỏng rồi anh em ơi. Thế là hết tiền rồi. Thọt tiền rồi anh em ạ. Trận này tự nhiên lại thấy có Insectoid ở đây, hơi sợ. Insectoid chuyển về mết à? Mết à? Mết khá sợ Insectoid nha. Trước khi chúng ta đủ bộ rồi, chúng ta khá sợ cái bộ Insect. Mà mết mà gặp Insect là nó đẩy nhiều lắm á. Thằng này chưa gì đấy? Exit à? Không phải. Đây là Witcher. Ok, thôi bây giờ tiết kiệm sách anh em ạ. Làm thế nào để mà lên được 11? Đấy. Mục tiêu giờ lên 11 thôi, 3 cuốn nữa. 3 cuốn nữa thì ra quái đủ rồi. Coi như là chúng ta đủ tiền lên 11 rồi đấy. Nhưng mà phải lên được 10 đã rồi mới có cái hy vọng là lên được 11. Bây giờ lên được 10 còn khó, làm gì có tiền đâu, hết sạch tiền rồi. Bây giờ cái tầm này tích tiền dần thì chắc chắn là máu nó sẽ tụt đi. Nếu mà chưa ra là con già 2 sao thì khả năng máu sẽ tụt đi khá khá đấy. Này thằng 9 vua kẹp cá rồi này. Tầm này ấy, thằng này nó chưa lên được 9 vua thì mình mới ăn được. Đấy. Bắt đầu từ round 21 là thằng này nó lên được level 9 rồi. Ui thằng đi luôn này. Vãi đái. Ui gặp cái thằng kia nó đẻ nhiều anh em ạ. Nó kẹp vào hai con mèo với hai con cây ấy, với con CM ấy. Khả năng là bị đẩy rất nhiều máu luôn. Hơi bất ngờ có người ra đi ở round 19 ấy. Thằng này thọt tiền quá nhở. Chắc chắn là chúng ta sẽ lên được level 11. Round này sẽ có 3 cuốn sách. Tiết kiệm đến khoảng round thứ 33 là chúng ta lên được. Tiết kiệm tiền đến round 33. À 27, nhầm. Sorry anh em, 27 là lên được. Bây giờ mới có round 20 mà. Tôi cứ nhầm với tưởng round này round 26 rồi, hóa ra mới có round 20. Ok, đồ đánh tay thì cho con flame. Được. Chưa ra con rồng nào nhỉ? Anh em bảo tôi có lên rune không? Hay tiết kiệm tiền để lên level 11? Thôi, tôi rèn một đồ thôi anh em ạ. Rèn một đồ đó. Đúng rồi. Cái kiếm cho con flame đánh cũng khỏe. Đấy, còn cứ rèn dần ra với cái đồ mết thôi. Rèn dần dần anh em ạ. Đồ mết được cái, chơi cái bọn mết này nó toàn đồ rẻ tiền ấy mà, không cần phải có đồ cam cũng được. Chúng ta mà roll 1-2 lần đầu không ra được những cái món đồ tím cần thiết thì vẫn có thể bám vào cái việc là roll đồ tím để ra được những cái món đồ chúng ta cần. Thì chắc chắn là nó sẽ ra được thôi. Những cái nào đầu không ra được thì sau này sẽ ra được. Cái quan trọng là có trụ được đến lúc đấy không thôi. Còn nếu mà trụ được đến cái lúc đấy thì khả năng chúng ta rất khỏe đấy. À, gặp lại cái thằng đấy. Vãi đái, tôi biết tại sao thằng kia chết rồi. Nhìn nó như này thì chả chết. Ba con Whispersia gọi đệ, không có clear thì chết. Mà tôi khả năng tôi ăn được rồi. Ôi, ui dồi ôi, xin nha. Vừa lại coi như gửi tiết kiệm. Ui ui, giá 2 luôn. Quá tuyệt vời. Vớ vẩn nó lên được 12 chứ nhỉ. Bây giờ thì có thể là chúng ta vẫn sợ Warrior. Nhưng mà đến lúc mà tôi lên được 11, 12 nhá,
11 thì là đủ rồi, nhưng mà thôi nếu mà lên được 12 thì hơi tham nhỉ. Mà lên được 12 thì chắc là Warrior nó gọi tôi bằng bố luôn. 6 speed 6m. 6 speed 6m được kẹp thêm được con thêm một con Warlock nữa vào. Trong trường hợp mà lên được 12. Úi dồi ôi, thằng này vẫn còn chơi cái bộ này này. Kệ à? 9 Warrior thì kia vẫn dám chơi bộ này luôn. Thứ khác thì tự sát đâu. Light Blade Light ra khác thì tự sát đâu mà. Khả năng lên được đấy. Thế nào này, anh em bảo tôi có lên 10 luôn không? Ok. Lên 10 là lên 11 luôn. Đó. Mà lên 11 cái kiểu này là sẽ lên 12 sớm thôi. Chết rồi, ra bị đúp nhá. Lại thua rồi. Khó chịu nhỉ anh em nhỉ. Anh em nhìn đây, Warrior nó mạnh thật đấy. Thằng này thậm chí nó còn chưa lên 10 để kẹp cá được vào cơ. Dash of Reed quá ngon anh em ạ. Đúng là lên được level 11 có khác. Mà chưa thấy Thunder đâu. Chưa thấy Thunder đâu để kết hợp đấy. Liệu rằng chúng ta có lên được 12 không? Hai round thẳng nữa. Chỉ cần hai round thẳng nữa thôi anh em ạ. Không, hai round thắng và một round quái mới đủ. Hai round thắng, một round quái. Thằng này tí nữa chắc chuyển sang Witcher đây, nhưng mà sắp đi rồi. Không ra là Fallen 2 sao thôi, sắp tèo đến nơi rồi. Ui, bọn nó lần lượt đi rồi kìa. Dã man thật. Mua luôn con Lancer không cho đối thủ chơi. Một tí nữa nó lại có cái con Lancer 2 sao đánh mết, nó hơi mệt, hơi vất vả anh em ạ. Cứ ôm đi. Đấy, đến ra 25 rồi. Ra quái này là lên được 12 này. Ăn là ra quái này chắc chắn lên được 12 rồi. Thiếu một con Clive, Dragon Clive thôi. Là chúng ta có đủ 6 Clive. Giả tung trưởng chậm nhỉ anh em nhỉ. Gây đàm ít quá, giả chán thật. Úi ôi, ra đủ bộ rồi. Quá ngon. Lên được 12 luôn. Thế thì vô địch rồi còn gì nữa. Bán hết mấy con này đi thôi. Thiếu mỗi cái đồ trấn phái là xong. Được không? Ổn rồi đấy. Tầm này mà hai con Dash of Reed thế này là cũng không sợ Warrior nữa rồi. Bây giờ là thiếu, chỉ thiếu những cái con 2 tiền rồi 1 tiền 3 tiền Thunder chưa ra đâu nhỉ. Bây giờ hai con 5 đồ ra rồi. Bây giờ mới lên được 2 sao nữa thì hết lúc chấm luôn. Thể lên 2 sao con Light Spirit hoặc Dark Spirit đều được. Nhưng mà tôi vẫn thích Dark Spirit lên 2 sao sớm hơn. Và đây cơ hội lên là có đấy. Chúng ta có 2 con rồi. 1 con nữa thôi. 1 quả trường cũng được. Cần mạnh mạnh rồi. Ok, gặp Insectoid luôn. Nhưng mà bạn ơi, bây giờ có hai con đát kẹp với cả đá này thì bạn ăn nổi không? Insectoid thua luôn bếp này.
Chưa thấy được Dragon Claw đâu. Kích hệ gái nhỉ. Chán thật sự. Ok, đồ này thì ngon rồi. Đồ này rất hợp với bắn trưởng luôn đấy. Chỉ là chưa form được cái bộ bắn trưởng thôi. Sớm mà form được bộ 6m kết hợp với 6 speed thì thôi, bọn này xác định luôn. Bây giờ chúng ta chắc chắn là chúng ta có một cái bộ nó còn mạnh hơn thế nữa. Nó còn mạnh hơn như thế. Bởi vì bộ kia nó chỉ đánh ở level 11 là đủ rồi mà. Vẫn còn dư slot để kẹp. Quá khỏe anh em ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ kẹp gót đấy. Cắt chuối luôn. Đát 2. Ôi dồi ôi, Thunder 2 luôn. 6m à? Ừ. Ok chưa? Level 10 đã đủ ạ. Level 10 đủ bộ đấy. Ừ nhỉ. Do ra được cái con Light Spirit ấy mới đủ. Thế này đi. Trời ơi, tối thượng chưa. Tôi cứ nghĩ là 11 là mới đủ bộ, nhưng mà level 10 là đủ rồi. Mà bây giờ còn kẹp được thêm cả vào 4 Warlock nữa. Thế thì không bao giờ bị mất máu luôn. Bắn trưởng xong là máu vẫn đầy ặc. 4 Warlock là được rồi. Ngon rồi. Đấy, thằng này chắc chắn là thua, là bay màu. Insect cứ đang chơi và là đánh ăn được cái bộ này nữa. Qua cái thời điểm ăn được rồi. Bộ này của tôi bây giờ nó tối thượng rồi anh em ạ. Lên được level 12 rồi thì kiểu gì cũng ăn thôi anh em. Bây giờ cái bộ Warrior nó muốn ăn được ấy, nó phải kẹp vào 6 cá nó mới ăn nổi. 6 cá kết hợp với 6 Warrior ra được tới Tsunami để mới chơi được. Mà nếu mà nó chuyển sang 6 cá ấy, tôi sẽ dồn đồ cho Dark Spirit. Con đấy nó sẽ không sợ. 6 cá nó chỉ tung trưởng sớm nó mới sợ rồi. Mà tung trưởng là dồn đam mạnh nó mới sợ. Đấy, 6 cá. Còn nếu mà chúng ta đánh được 6 cá mà chúng ta đánh nó kiểu dồn đam từ từ theo dây ấy, thì nó không sợ lắm đâu. Có khả năng hồi máu. Nói chung là cái thằng này xác định luôn 28 máu thì không biết có sống nổi cái round này không ấy anh em ạ. Last Spirit 2 sao đây rồi. Thiếu cái RO nữa thôi là bạn xác định bạn quỳ luôn. Bạn quyết luôn. Bọn Warrior sợ nhất là con Dart và cái bộ Warlock. Thì bây giờ chúng ta có cả hai. Ngoài ra còn kết hợp với cả 6 Spirit nữa. Anh em nhìn kìa. Quá được luôn. Tất nhiên là nó vẫn phản rất là mạnh. Và trông cái thế này nó là cái thế cân bằng ấy. Ok. Vậy là bạn sống đến round thứ 30. Khả năng đến round 30 thì bạn không có thể có cái tài nào mà lật được kèo nữa rồi. Bây giờ ra là con Dart 2 rồi, tôi kiếm cái RO là xong. Thậm chí là nhiều anh em bảo là chỉ cần một cái con Dart 2 này với cái RO thôi là ăn được bộ Warrior rồi, không cần nhiều. Kẹp thêm hai cọc nữa là xong. Không biết là có phải là như thế không, nhưng mà như thế thì có vẻ như là Warrior vẫn sợ cái bộ này lắm đấy nhở anh em nhở. Trông có vẻ như là khá là sợ cái bộ Spirit. Nhất là những cái trận đấu mà Spirit nó có cái con Dark Spirit thì lại cực kỳ sợ. Này bây giờ chúng ta lại lên tiền rồi này, 50 tiền rồi. Thì đã xả hết cái đống tiền này kiếm con Light Spirit với cả con Thunder Spirit hay sao. Mà tôi nghĩ là thao này 15 máu nó khó có thể sống được. Sau thao này chắc đi rồi. Thôi rôn hết tiền anh em nhé. Không kịp xả hết cái đống tiền này mất. Đây rồi, Thunder lên 2 này. Cứ xả hết đống này kiếm 2 sao rồi đã. Lại già này. Rồi, mua con già đi. Đen nhỉ, không ra còn rớt luôn. Thế thôi. Lấy luôn cái RO này luôn cho Dart. Dart làm co. Đen quá anh em ạ. Ơ trứng này.
Chúng này chắc đập cho live dập đi thôi. Từ từ đã. Ok. Rồi. Kéo xuống một tí nữa cho không có cọc của nó đấm vào Phượng Hoàng đi, cho Phượng Hoàng hú sớm. Thôi nói chung là ăn rồi đấy, round này đi rồi. Bộ này nó vẫn là cái bộ counter anh em ạ. Anh em nhìn này. Trời. Mỗi tội lên hơi khó thôi, phải lên level 11, ít nhất là level 11 mới ăn được. Level 10 chưa đủ. Level 10 chỉ đủ khi mà ra được cả hai con Dark Breed với cả Light Breed thôi. Đấy. Rất là ok chứ đúng không anh em? Khỏe đấy. Cái ra này nói chung là bộ Warrior mà gặp cái bộ này thì cũng phải rẻ chừng. Chưa biết được là thế nào đâu. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu mà còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để giải trí một trận đấu mà tôi rời xa cái meta này. Tôi chơi kết hợp giữa con Grim và những cái con tướng có khả năng là bắn trưởng đơn mục tiêu anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ Split kết hợp với Mage và đấm cái bộ Warrior như nào, giống như cái trận đấu này. Tôi nghĩ ở đây nó chính xác nó là cái bộ counter đấy. Có điều là nó hơi khó để có thể là xây dựng được thôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.